Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta trở lại kênh Mr. Đồng Linh Let's Learn ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu học phần tiếp theo của Unit 5 này trong chương trình tiếng Anh 1B, Let's Go 1B của tiếng Anh lớp 4 của chúng ta các bạn ha. Chúng ta vẫn đang ở trong Unit 5 và cái phần Let's Start, Let's Learn chúng ta học xong rồi. Bây giờ Mr. Đồng Linh sẽ giúp các bạn nhỏ học tiếp phần tiếp theo, đó là phần Let's Learn More. Đây, Let's Learn More của chúng ta đây. Trước khi chúng ta vào học phần này đó, thì Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu nha. Hai bạn mèo đen và mèo vàng này đang làm gì nào? Bạn mèo đen này á hỏi bạn mèo vàng một cái vật nhỏ này. Đây, cái một vật nhỏ này. Bạn mèo đen hỏi là Is it a little box? Is it a little box? Cái hộp nhỏ, nó có phải là một cái hộp nhỏ không? Đó, bạn mèo đen nhìn vô cái hộp này hỏi bạn mèo vàng. Bạn mèo đen hỏi, nó có phải là một cái hộp nhỏ không? Cái bạn mèo vàng, mèo vàng thấy đây là hộp nhỏ đúng không? Cái bạn trả lời là yes, it is. Yes, it is. Vâng, nó là cái hộp nhỏ. Đó các bạn ha. Rồi vậy thì trong cái video này Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu các cái vật này, to hay nhỏ này, mới hay cũ này, dài hay ngắn này, rồi hình dạng của nó các bạn ha, rất là hay. Đây, các bạn nhỏ nhìn cái số 1 này và cái số 2 các bạn nhỏ sẽ hiểu được. Cái số 2 to, cái số 1 nhỏ đúng không nào? Nhỏ thì tiếng Anh người ta gọi là little. Đó, các bạn nhỏ nghe này, little. To trong tiếng Anh chúng ta gọi là big. Big. Đó, các bạn thấy chưa? Tương tự như vậy, bên này cái hộp bên này là mới, cái hộp bên này là cũ. Mới tiếng Anh gọi là new. Cũ tiếng Anh gọi là old. Old. Đó các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy cái này là dài, còn cái này là ngắn. Dài tiếng Anh đọc là long, ngắn ta đọc là short. Và bên này là hình tròn, bên này là hình vuông. Hình tròn chúng ta đọc là round. Hình vuông chúng ta đọc là square. Đó, vậy thì Mr. Long Linh đã giúp các bạn nhỏ hiểu được những hình dạng của nó rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ nói một câu ngắn về hình dạng của một vật. Ví dụ như vật nhỏ này, nó là nhỏ đúng không? Chúng ta gọi là it's little. It's little. Nó nhỏ, nó nhỏ. Còn nếu nó là lớn thì chúng ta sẽ nói là sao? It's big. It's big. Đúng không nào? Dễ đúng không? Nếu nó là ngắn, chúng ta sẽ nói it's short. It's short. Nó dài, chúng ta nói it's long. It's long. Nó hình tròn, it's round. Round. Nó hình vuông, it's square. It's square. Đó. Các bạn nhỏ hiểu rồi nào? Đúng không nào? Rồi, bây giờ Mr. Long Linh cùng các bạn nhỏ chúng ta sẽ thực hành nha. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cao hơn một xíu. Nếu hồi nãy chúng ta có cái chữ long này là dài đúng không? Đây, long này là dài này các bạn nhỏ nè. Đó. Thì mà mình bây giờ mình không những mình nói long dài mà bây giờ mình gắn nó thêm với một cái vật nữa. Đây, các bạn nhỏ nhìn đây nha. Gắn nó thêm với một vật nữa nha. Đây. Ví dụ cây bút chì dài thì mình sẽ nói là một cây bút chì dài là mình sẽ nói a long pencil. A long pencil là một cây bút chì dài. Đó. Còn nếu mà một cây bút chì ngắn, ngắn là gì các bạn? Short, đúng không nào? Thì nếu là một cây bút chì ngắn, chúng ta sẽ nói là a short pencil, đúng không? A short pencil. Đó, bởi vì ngắn là short này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta muốn hỏi nó có phải là một cây bút chì dài không? Thì chúng ta sẽ hỏi sao? Is it a long pencil? Nó có phải là một cây bút chì dài không? Is it a long pencil? Nếu đúng thì chúng ta trả lời yes, it is. Yes, it is. Đây, cây bút chì dài các bạn. Đó, đây là hình số 1. Chúng ta đã hỏi đúng rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sang cái hình số 8 này. Đây, số 8 là con búp bê đúng không nào? Con búp bê này, bạn nhỏ này hỏi là sao? Is it a new doll? Is it a new doll?
nó có phải là một con búp bê mới không? Nhìn vào đây, mới hay cũ các bạn? Cũ đúng không? Mắt đồ hư hết rồi nè. Đó, cũ. Thì người ta hỏi nó có phải là con búp bê mới không? Thì mình trả lời là no, it isn't. Không, nó không phải là con búp bê mới. It's an old doll. It's an old doll. Nó là một con búp bê cũ. À, các bạn thấy chưa? Rất là hay nhá. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành những cái vật rất là quen thuộc với chúng ta. Ví dụ như cái vật tiếp theo là vật số 2 là quả bóng đúng không? Thì các bạn nói nó là một quả bóng tròn. Quả bóng tròn. Quả bóng là gì các bạn nhớ chưa? Quả bóng là gì? Ball. Đây quả bóng này các bạn. Đây nè. Ball. Và tròn là gì? Round. Một quả bóng tròn là mình ghép vô giống như cái bút chì dài nè. Quả bóng tròn là mình sẽ ghép vô là gì? Đây, a round ball. Đó, một quả bóng hình tròn. Đó các bạn thấy chưa? Thì mình cứ mình ghép vào tất cả các từ vựng trước thì Mr. Long Luân đã giúp các bạn rồi. Thì bây giờ các bạn cứ thế mà chúng ta ghép vào. Nhớ những cái hình dạng đây nè, những hình dạng này nè các bạn nhỏ ơi, thì chúng ta để nó ở phía trước, còn cái vật chúng ta để phía sau, đúng không nào? Đó. Và với cái hình số 2 này, các bạn nhỏ tiếp tục hỏi đúng không nào? Is it a round ball? Is it a round ball? Đây có phải là một quả bóng tròn không? Đúng không? Đúng nào? Thì mình sẽ trả lời là yes, it is. Đó. Các bạn thấy chưa? Rất là dễ đúng không nào? Tương tự bên này thì chúng ta trả lời no nha. Từ cái gạch bên này qua bên này là no, bởi vì đây là cũ này. Cũ thì chúng ta hỏi mới đúng không? Đây là con robot. Ta hỏi đây có phải là nó có phải là một con robot mới không? Đúng không? Để chúng ta trả lời no mà không, nó không phải mới mà nó là cũ đúng không? Đây. Is it a new robot? Đúng không? Is it a new robot? Nó có phải là con robot mới không? No, it isn't. Không. Nó không phải là con robot mới. It's an old robot. Nó là một con robot cũ. Đúng không nào? Quá dễ đúng không nào các bạn? Rồi, tương tự các vật bên này cũng vậy. Các bạn đã có hết rồi các từ vựng các video trước Mr. Long Linh giúp các bạn hiểu rồi. Chúng ta ghép vào, chúng ta hỏi bên này, từ bên này trở lại chúng ta hỏi đúng với cái hình dạng sự vật đúng không nào? Bên này chúng ta hỏi sang không đúng để trả lời no mà, đúng không? Bên này chúng ta trả lời yes. Ok. Rồi, tương tự các bạn nhìn đây, vậy thì kết luận này các bạn nhìn này. Is it a round yo-yo? Nó có phải là một cái cục yo-yo hình tròn không? Đây, yo-yo hình tròn không? Yes, it is. Vâng, đúng. Is it a new doll? Nó có phải là một con búp bê mới không? Không phải, đúng không? No, it isn't. It's an old doll. Không, nó không phải là một con búp bê mới. Nó là một con búp bê cũ, đúng không nào? Đó, quá dễ. Vậy thì bây giờ sang cái phần D này, Mr. Long Lân chỉ giúp các bạn nhỏ hiểu được một cái bài hát rất là hay. Một cái bài hát có tựa đề là No, it isn't. Yes, it is. Bài hát lắng nghe và hát theo. Đó các bạn ha. No, it isn't. Yes, it is. Không, nó không phải. Vâng, nó phải. Các bạn ha. Rồi, bây giờ Mr. Long Lân giúp các bạn hiểu cái bài hát, cái nội dung bài hát này nha. Sau này các bạn sẽ mở cái bài hát và nghe ha. Nó có phải là hình vuông không? Không, nó không phải hình vuông. Nó có phải hình tròn không? Vâng, nó hình tròn. Nó có phải là hình vuông không? Không, nó không phải. Nó có phải là hình tròn không? Vâng, nó là hình tròn. Nó có phải là một con cục yo-yo không? Nó có phải là một cục yo-yo không? Nó có phải là một cục yo-yo không? Vâng, nó là một cục yo-yo. 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 Vâng, nó là một cục yo-yo. Đó là nội dung cái bài hát các bạn ha. Còn hát thì Mr. Long Linh hát dở quá, Mr. Long Linh không dám hát ha. Các bạn sau này các bạn mở các bạn nghe ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhỏ. Hẹn các bạn nhỏ video tiếp theo để chúng ta học cái phần bài tập của cái phần Let's Learn More này các bạn ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn nhỏ. Hẹn các bạn nhỏ các video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn nhỏ đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo ha. Rồi, Mr. Long Linh chào các bạn nha. Chúc các bạn nhỏ có một ngày vui.